Kim Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục tin biển Đông và eo biển Đài Loan ngày 29 tháng 9 của Đài Kỷ Nguyên. Bản tin hôm nay có nội dung: Không chỉ một, Trung Quốc mất hai tàu ngầm trong một năm. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong một sự kiện có thể được coi là bước lùi của hải quân Trung Quốc, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới chế tạo của Trung Quốc đã bị chìm tại bến tàu vào tháng 3 năm 2024. Cho đến gần đây, Trung Quốc vẫn giữ kín vụ việc, nhưng hình ảnh vệ tinh cuối cùng đã phát hiện ra mức độ thiệt hại nặng nề. Một số viên chức Hoa Kỳ giấu tên đã tiết lộ thông tin này cho tờ tạp chí Phố Hoa. Các viên chức này tuyên bố rằng tàu ngầm tấn công đang được đóng tại xưởng đóng tàu Vũ xương gần Vũ Hán là tàu đầu tiên của loại tàu chiến lớp rô mới. Những tàu ngầm này có thiết kế đặc biệt và có đuôi tàu hình chữ X độc đáo nhằm tăng cường khả năng cơ động dưới nước. Những tuyên bố này phù hợp với hình ảnh vệ tinh từ tháng 3 năm 2024 cho thấy tàu ngầm có thể nhận dạng bằng đuôi tàu hình chữ X đã neo đậu tại cảng. Tuy nhiên, tàu ngầm đã mất tích khỏi cầu tàu trong hình ảnh vệ tinh thu được vào tháng 6, thay vào đó là hình ảnh xà lan cần cầu. Chuyên gia hải quân và cựu lính tàu ngầm Hoa Kỳ Tom Sugat đã kêu gọi sự chú ý đến một hoạt động kỳ lạ tại xưởng đóng tàu Vũ xương vào tháng 6. Dựa trên hình ảnh vệ tinh mà ông thu được, vào thời điểm đó, ông chỉ ra sự hiện diện của xà lan cần cầu tại xưởng đóng tàu. Điều này cho thấy khả năng xảy ra tai nạn. Trong một loạt bài đăng trên trang mạng xã hội X, ông Sugar cho biết, tôi đã có được một hình ảnh từ ngày 13 tháng 6. Trong hình ảnh có vẻ như có những thứ trông giống như xà lan cần cầu tụ tập xung quanh thứ gì đó gần nơi tàu ngầm trước đó. Ngoài ra, cầu tàu nổi nơi tàu ngầm neo đậu có vẻ đã bị lệch một chút. Các quan chức và chuyên gia tin rằng vụ việc đã bị che đậy vì Bắc Kinh không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về vụ tai nạn. Khi được hỏi, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC cho biết, chúng tôi không biết về tình hình mà bạn đề cập và hiện không có thông tin nào để cung cấp. Một quan chức Hoa Kỳ nói với tờ tạp chí Phố Hoa rằng, không có gì ngạc nhiên khi Hải quân Trung Quốc cố gắng che giấu sự thật rằng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của họ đã bị chìm tại bến tàu. Ngoài những câu hỏi hiển nhiên về tiêu chuẩn đào tạo và chất lượng trang thiết bị, sự cố này còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn về trách nhiệm giải trình nội bộ và sự giám sát của Hải quân Trung Quốc đối với ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, vốn từ lâu đã bị nạn tham nhũng hoành hành. Các viên chức Hoa Kỳ tiếp tục chỉ ra với tạp chí Phố Hoa rằng tàu ngầm đang trong quá trình lắp ráp cuối cùng và có khả năng là nó đang chở nhiên liệu hạt nhân khi bị tai nạn. Các viên chức không có bất kỳ thông tin nào về thương vong, nhưng các chuyên gia không bác bỏ khả năng có thủy thủ đoàn mất mạng. Hơn nữa, các viên chức cho biết không có bằng chứng nào cho thấy chính quyền Trung Quốc đã kiểm tra môi trường xung quanh hoặc nước để tìm phóng xạ. Sự cố này đã làm dấy lên sự hoài nghi về thành công của những nỗ lực bền bỉ của Trung Quốc nhằm đạt được sự ngang bằng về hải quân với Hoa Kỳ. Trên thực tế, Trung Quốc đã coi việc mở rộng số lượng và năng lực của lực lượng tàu ngầm là ưu tiên quân sự cao nhất. Theo báo cáo quân sự Trung Quốc năm 2023 do Ngũ Giác Đài công bố, Hải quân Trung Quốc sở hữu 48 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel, 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 6 tàu ngầm tên lửa đạt đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân. Không giống như Hải quân Trung Quốc, toàn bộ lực lượng tàu ngầm của Hoa Kỳ đều chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hải quân Hoa Kỳ có 53 tàu ngầm tấn công nhanh, 14 tàu ngầm tên lửa đạn đạo và 4 tàu ngầm tên lửa dẫn đường. Eurasian Times nhận định rằng, mặc dù Trung Quốc có những bước tiến trong đóng tàu và tốc độ đóng tàu nhanh chóng, nhưng vẫn chưa thể sánh được với lực lượng tàu ngầm của Hoa Kỳ. Eurasian Times cũng cho rằng, việc tàu ngầm hạt nhân lớp dù mới nhất bị chìm là một bước lùi đối với Hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các báo cáo về một vụ tai nạn liên quan đến tàu ngầm Trung Quốc gây tranh cãi và trở thành tiêu đề trên toàn cầu. Tàu ngầm lớp thương của Trung Quốc có gặp tai nạn vào năm 2023 không? Vào tháng 8 năm 2023, tin đồn về vụ tai nạn tàu ngầm Trung Quốc được cho là xảy ra khi đi qua eo biển Đài Loan bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội. Trung Quốc và Đài Loan đã bác bỏ những báo cáo này, sau đó tuyên bố rằng không có bằng chứng nào xác nhận rằng một tàu ngầm đã bị chìm ở eo biển này. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đại tá Ngô Khiêm đã bác bỏ các báo cáo nói rằng Thông tin có liên quan là hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi hy vọng rằng người dùng Internet theo dõi thông tin có thẩm quyền do các tài khoản chính thức của Trung Quốc công bố và không bị đánh lừa bởi thông tin xấu. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm 2023, các báo cáo trên phương tiện truyền thông Anh cho biết tàu ngầm hạt nhân Thai 093 của Trung Quốc đã gặp phải một thảm họa lớn khi đâm phải bẫy, xích và neo Vốn để thu hút các tàu phương Tây lượn lờ quanh bờ biển Trung Quốc, thì các báo cáo bắt đầu được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều tuyên bố hơn xuất hiện nói rằng tàu ngầm đã chìm xuống đại dương và thủy thủ đoàn đã chết ngạt do sự cố thảm khốc của hệ thống oxy. Các báo cáo sau đó cho rằng tàu ngầm Trung Quốc đã chìm ở biển Hoàng Hải, trái ngược với lý thuyết trước đó rằng thảm kịch xảy ra ở eo biển Đài Loan. Không có báo cáo nào có thể được xác minh độc lập và vấn đề này đã lắng xuống. Tuy nhiên sự việc lại nổi lên vào tháng 5 năm nay khi Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Đài Loan Thái Minh Yến thừa nhận một vụ tai nạn đã xảy ra vào năm ngoái liên quan đến tàu ngầm SSN lớp thương thai 093 của Hải quân Trung Quốc. Sự thừa nhận này được đưa ra khi Giám đốc An ninh Quốc gia Thái Minh Yến và các bộ liên quan được Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Lập pháp Viện Đài Loan mời đến trình báo báo cáo dự án về tình hình hai bờ eo biển sau lễ nhậm chức của Tổng thống Đài Loan. Đối với sự việc mới nhất, chính phủ Hoa Kỳ tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đang bị điều tra và bị tước bỏ trách nhiệm. Sự biến mất không rõ nguyên nhân của Bộ trưởng Quốc phòng cho thấy tình hình bất ổn đang diễn ra trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của chính quyền Trung Quốc. Thưa quý vị, mục tin Biển Đông và eo biển Đài Loan của Đài Cử Nguyên đến đây xin được tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe xin cảm ơn và hẹn gặp lại